Cưới con bố mày à? Có nhà lầu xe hơi không? Không có thì cú. Con mày đứng dậy bước về. Xe hơi chưa? Cháu là một sinh viên bách khoa, có thể không có nhà lầu, xe hơi, đô la, tiền vàng, nhưng cháu có trái tim yêu con gái bác hết mực. Và cháu có thể cùng với những người bạn và kiến thức ở bách khoa tạo ra những điều tuyệt vời có ích cho xã hội. Vì vậy, mong bác có thể chấp nhận tình cảm của hai chúng cháu. Ông đổ cô gái càng đông, ông chăm lại càng trái, và hai người sống với nhau hạnh phúc trong trọn đời. Trường đại học hàng đầu Việt Nam. Bách khoa Đà Nẵng, trường đại học hàng đầu Việt Nam.